Hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với hành trình về bờ của mình em nhé. Chúng ta lại cùng nhau trở lại con thiên đường trò chơi. Ở video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái phương pháp bắt cầu ở trong cái sảnh sóc đĩa trên con thiên đường trò chơi này nhé. Phương pháp bắt cầu gọi là theo xu hướng cầu chính nhá. Đây này, cầu chính đang có dấu đây, đang bệt, mình từ vào một tay bệt dính nhá. Đây, đang bệt lẻ, đang bệt chẵn này. Đấy, trả về lẻ đây thì mình nó bây giờ nó ra tay hồi nhá, nó không bị dính, nó hồi ở đây nó hồi chẵn, tức là trả nó sẽ có dấu hiệu là trả về khoảng độ một vài tay chẵn nữa đấy, nó có thể là 414 đấy, kiểu dạng vậy, 414 cái tay này khẳng định một tay này nó tự tin phang chẵn đã đấy, tự tin về chẵn tự tin về chẵn, tối thiểu về một tay chẵn này trước đã đó. Ok được chưa? Anh em thấy những cái khẳng định của mình nó chuẩn chưa? Chuẩn chỉ luôn chứ còn gì nữa. Tiếp tục này. Về chẵn này mình đi thêm một tay chẵn nữa đi. Đấy, hai cục. Mình chơi tay nào mình làm cái gì mình cũng phải khẳng định với em chuẩn chỉ luôn. Ui dồi ôi, tứ luôn anh em ơi. Tứ luôn. Tứ luôn. Tiếp tục này. Vào một tay nữa này. Một tay chẵn hai củ. Ok. Mẹ đẳng cấp luôn anh em ạ. Đẳng cấp luôn. Uy tín luôn. Uy tín luôn, ta chiến tiếp nào. Bây giờ mình sẽ chiến nhẹ một tay lẻ nhá, một củ đấy. Bởi vì thực ra là chẵn nó chạy dài rồi. Vẫn chẵn anh em ạ. Vẫn chẵn. Ok. Tiếp tục này, vào một tay nữa lẻ này. Kinh khủng khiếp thật. Nói chung là cầu này thì là mình nghĩ không chạy được dạng đấy, thấy không? Không chạy được thêm nhiều nữa đâu, là chỉ chạy như vậy thôi. Chỉ chạy như vậy thôi. Ok. Chúng ta cùng nhau mở bát tiếp nào. Cùng nhau mở bát tiếp nào. Mình làm tay lẻ nữa đi, hai củ. Làm một tay nữa hai củ. Úi rồi, lại chặn. Lại chặn anh em ơi. Tiếp tục. Trả về cầu 11 có lẽ. Có lẽ nào. Có lẽ nào. Em vội quên đi. Có lẽ nào em mang một thú đi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón kết quả tiếp theo. Ui sao. Đỉnh của chóp. Nụm luôn. Đỉnh của chóp nụm luôn anh em ơi. Ông vào một tay nữa này. Một củ 7 đi. Một củ 7. Một củ 7. Rồi lụm luôn. Lụm luôn, lụm luôn. Quá ngon. Tiếp tục nào. Vào một tay nữa. Lẻ một củ ba này. Lẻ một củ ba này. Ôi dồi, đỉnh của chóp.
đỉnh của chóp luôn, quá là uy tín. Như vậy là lên được 80 củ. Ui ôi, ca này nó rực rỡ quá anh em ạ, rực rỡ quá. Tay này thì bệt dài rồi, mình bỏ qua một tay anh em nhé. Bệt dài bỏ qua một tay, đâu phải nhất, đâu nhất thiết tay nào mình phải vào đâu đúng không, đâu nhất thiết tay nào bạn vào đâu. Bỏ qua một tay đi. Nice à. Ok. Vẫn bệt tiếp à. Tay lại vào nhẹ, nhạn chẵn một củ. Vào nhẹ chẵn một củ. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng, không? Tiếp tục này, vào một tay nữa này, một tay nữa nào. Tay này nguy hiểm nhá, vào hai củ đi, hai củ vào chặn tiếp rồi lụm luôn. Đấy, đã đến lúc nó phải lụm rồi. Như vậy là thành công rực rỡ anh em nhé, ca này đã ok rồi, mình sẽ quyết định giờ dừng lại chốt ca thôi. Chơi thì không tham không cố anh em ơi, chỉ thế thôi. Như vậy là thành công rực rỡ lên 81 củ là quá uy tín rồi, dừng lại chốt ca. Thì tất cả anh em xem được video của mình cảm thấy hay, cảm thấy yêu mến, anh em nhớ đừng tiếc mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Anh em cùng đam mê cùng sở thích, anh em nhớ tham khảo. Anh em là muốn kiếm cơm gạo ở trên con thiên đường trò chơi thì bấm ngay cái đường link mình để dưới phần bình luận anh em nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau. Bye bye anh em.